Và hôm qua, AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại của hai giải đấu U20 châu Á 2025 và U17 châu Á 2025. Kết quả, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng với các đối thủ Syria, Bangladesh, Bhutan và Guam. Ngoài ba đội bóng còn lại bị đánh giá thấp hơn hẳn, U20 Syria sẽ là đối thủ chính của thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết. Vòng loại giải U20 châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến 29 tháng 9 năm 2025 và U20 Việt Nam sẽ có lợi thế được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, U17 Việt Nam nằm ở bảng Y cùng với Yemen, Kyrgyzstan và Myanmar. Đây đều là những đối thủ được đánh giá khó chơi với U17 Việt Nam. Nhưng cũng giống như đội tuyển U20, thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ được đá vòng loại lần này trên sân nhà.